Vâng, xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh chuyên test giới thiệu các sản phẩm audio hàng bãi tại Nhật của Sơn Tùng Japan. Thì để tiếp tục chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, em mới về được thêm hai sản phẩm. Một sản phẩm thì đã có một bác khách đặt rồi, còn một sản phẩm mới về thì chưa có ai đặt hàng cả. Em cũng nhân tiện em làm cái video khui thùng mà gửi tới cho bác khách của mình, thì em cũng sẽ giới thiệu luôn đến toàn thể tất cả mọi người một cái sản phẩm mới về trong buổi tối hôm nay, đó chính là em DCD Đà Lông 2500LE các bác nhá. Đó, thì chiếc thùng bên phải của chúng ta ở bên trong đó là một chiếc cũng là một chiếc đầu CD nhưng của hãng Maxintoc. Đó là một sản phẩm đã được đặt hàng của một bác khách ở tại Bà Rịa Vũng Tàu. Và cái thùng ở bên cạnh kia thì như quý vị các bạn đã nhìn thấy đấy, thì đây chính là một chiếc đi đầu DCD 2500LE của Đà Lông. Đều là các cái dòng sản phẩm cao cấp của các hãng. Thì bây giờ trước tiên em sẽ đi khui thùng để chúng tất cả chúng ta cùng nhau ngắm nhìn sản phẩm, sau đó thì em sẽ nói chi tiết từng sản phẩm một các bác nhé. Thì ở chiếc thùng bên phải này thì nó là một sản phẩm của hãng Maxintoc, và sản phẩm của hãng Maxintoc thì lúc nào nó cũng cái mặt phía trước nó đều hoàn toàn 100% là bằng kính. Vì vậy mà trước khi nhận hàng em sẽ đều phải check kiểm tra cùng với nhân viên giao hàng xem là nó có ok hay không, đúng không ạ? Nếu như mà nó không có bị vỡ cái mặt kính này á thì mình mới ký nhận các bạn. Còn nếu mà nó vỡ thì là mình sẽ không ký nhận, là mình sẽ gửi trả lại thẳng cho người bán luôn. Vì là đấy cũng là một cái kinh nghiệm em rút ra được ở trong cái lần nhận hàng trước của mình. Nhận hàng trước của mình đấy thì cũng là một sản phẩm, là một em Maxintoc MA6009. Cũng rất may là mình đã kiểm tra trước khi nhận hàng nên là nó mình khui ra và mình phát hiện ra cái mặt kính của nó đã vỡ rồi các bạn. Mặt kính của dòng này thì rất là đắt, nếu như kính lô mà lắp vào thì nó xấu, còn kính zin của nó thì có tùy từng sản phẩm đó. Nó dao động từ kính zin là nó dao động từ 5 cho đến 10 triệu. Hoặc những cái sản phẩm đời mới có thể cao hơn các bạn. Và cái đó thì hãng họ không bán lẻ cho mình. Để mua được một chiếc đó thì chúng ta phải liên hệ với cửa hàng, họ bán lại giá rất là cao. Ngay cả ở tại Nhật nhé, muốn mua được cái kính zin của Maxintoc thì cũng rất là khó tìm luôn nhá. Đấy, đây. Đây chính là em MCD 7000 của hãng Maxintoc. Em này thì là em nhận mua giúp cho các bác ở Bà Rịa các bác nhá. Thì đây là một sản phẩm mà bác ấy trực tiếp đấu giá trên mạng rồi ạ. Em cho bác em mượn địa chỉ và gửi về đây. Đó. Bên này còn mặt đẹp, còn thùng gỗ. Đó. Tiếp theo đến nữa, sản phẩm thứ hai của chúng ta là chiếc đầu DCD Đà Lông 2500LE. Em DCD này thì chưa có bác khách nào đặt hàng cả đâu nhé. Đấy. Sản phẩm còn nguyên thùng xốp, đầy đủ phụ kiện. Đây là một cái tờ catalog quảng cáo của cái bên bán sản phẩm họ gửi cho mình thôi. Để khiển này, khiển vẫn còn zin ở trong bọc này luôn. Đây là zin nguồn này.
nhấc xốp ra. Đó. À. Sẽ để cái này vào gọn một góc ở đây. Và nhấc máy ra. Và thùng xốp còn rất là đẹp. Đây là xốp của nó đây. Đó. Bao bọc nguyên chi. Đó. Để bóc hết cái này ra. Đó. Quá tuyệt vời, quá đẹp. Nhìn qua thì không thấy một cái vết xước nào phía trước đâu nhé. Thì lắp lưng này không vậy, bây giờ sẽ đưa cam lại gần để chúng ta cùng quan sát. Đây là hai sản phẩm trong buổi tối ngày hôm nay của chúng ta. Đầu tiên thì nói về em Maxintoc MCD 7000 này. Thì cái dòng này em cũng chưa có am hiểu lắm. Đấy. Thì đây là cái sản phẩm của bác khách ở tại Bà Rịa đây. Đấy. Em sẽ quay trực tiếp chi tiết các cái góc cạnh để cho bác ấy quan sát. Thì các bác lưu ý này, đó là nó đã là hàng bãi đã qua sử dụng thì nó phải cũ. Đấy, nó phải có cái dấu hiệu chảy xước xuống của thời gian các bác nhé. Chứ còn bây giờ em nói thật đấy, khi mà các bác nhìn ở Việt Nam ấy, họ làm ấy, họ làm lại ấy. Những cái lọc gỗ này nhìn nó bóng mới như là vừa xuất xưởng này thì các bác cũng phải lên nghi ngờ nhá. Không bao giờ có chuyện là hàng đã sử dụng đến mấy chục năm rồi mà nó lại bóng nó mới như là vừa xuất xưởng ấy. Em xem rất là nhiều video clip rồi, nó rất là mới. Họ cái hàng bãi này đa phần đến 90% về là sẽ phải làm lại, sẽ phải spa lại cho nó lại. Còn đây là hàng mà thực chất là bãi chính thống này các bác này, để ý này, bãi chính thống này chưa có qua sửa chữa, chưa có chạy ở Việt Nam đấy. Chưa có qua mùng má spa này gì hết đấy. Những em này này về họ chỉ cần làm sạch cái mài sạch cái mặt nó đi đấy, xong rồi họ có thể dán một cái lớp khác vào đây, dán loại mới ngay các bác nhá. Nên là khi mà các bác mua hàng thấy đẹp thì ai cũng muốn, nhưng mà nó cũng phải tùy vào từng sản phẩm. Những sản phẩm nó đã theo thời gian nhiều năm rồi thì nó phải xuống cấp. Ví dụ như là em bên này thì nó bây giờ hiện tại vẫn còn đang bán nhá, thế nên là nó sẽ rất đẹp mới. Đây là có vết cái băng keo à đây là không phải. Em tưởng vết băng keo nâu nhưng không phải, đây là cái in chìm này. Đấy. In chìm của cái đầu CD này. Còn ở bên cạnh là chiếc đầu CD 2500LE. Đấy. Đó. Các bác nào mà đang có chiếc âm ly 2500LE, các bác nên mua cái em đầu CD này. Em là một sản phẩm mới mà hiện tại vẫn còn đang bán nhé. Và em này thì chạy điện là điện 100V. Tất nhiên rồi, vì nó là được sử dụng cho thị trường nội địa Nhật cho nhé, chứ không phải là hàng xuất đi nước ngoài. Này sẽ quay đít nhấc đít lên này. Đấy, được đời rất là cao này. Sản xuất năm 2018. Đúng không ạ? Ở đây thì là nó sẽ có một ngõ cô xoang và một ngõ optical để đi xuất tín hiệu đi ra các bác nhá. Ở đây là ngõ RCA này cho tín hiệu đi ra này. Và em này thì không có tích hợp giải mã. Đấy. Vì trong cái bộ dàn là 2500LE này thì nó sẽ gồm có 3 sản phẩm. Nó có giải mã độc lập. Đấy. Giải mã độc lập cũng 2500LE. Đấy. Và có một chiếc âm ni. Âm ni thì cũng đã tích hợp giải mã sẵn rồi. Và cái
chúng ta chỉ cần thêm vào chiếc đầu CD này thôi để cho nó đồng bộ đủ bộ nhìn đẹp mắt các bác nhá. Và em báo giá luôn, đấy, giá của em này á để về tới Việt Nam là trên 30 triệu. Đấy. Còn giá cụ thể bao nhiêu thì các bác cứ vui lòng liên hệ inbox nhắn tin hay là gọi điện cho trực tiếp cho em. Gọi điện trực tiếp cho em theo cái số điện thoại ở trên cái tấm biển này. Đấy, một trong hai số đều được các bác nhá. Một số ở bên Nhật, em thì em hay sử dụng cái số ở bên Nhật hơn. Còn số ở bên Việt Nam thì em lắp vào một cái máy khác thì nó là máy phụ nên là khi bận công việc nên em cũng ít khi là cầm tới. Thì các bác cứ gọi vào cái số bên Nhật của em là này. Đấy, số mà có cái đầu cộng 810703893470 đó. Đấy, thì sẽ cái số này em hay cầm đi theo người. Một cái số nữa thì em để một cái máy phụ nữa nên là cũng đôi khi em không để ý lắm đâu. Với cả bây giờ cuối năm rồi, em sẽ quay lại một lần nữa cái con này nha. Rồi, ngoài ra thì ở đây em còn một số các cái sản phẩm nữa. Đấy, lọc xì SE 80, Sansui SE 80 các nhá. Bác nào mà thích em này thì cứ gọi điện trực tiếp cho em, lúc đấy em sẽ báo giá các nhá. Ở bên này thì còn có một chiếc gọi là pre của hãng Victor V3030. Đấy. Và cái con súp Yamaha SVK800 này thì hai sản phẩm này là mới về nên là vẫn chưa có bóc cái ni lông này ra. Đó nha. Đấy. Hai sản phẩm này mới về thì chưa bóc ni lông này ra. Và cái bộ mic hát karaoke của hãng BMB. Đấy, như em này là VKT5000MK2 này, nó có hai tay mic cũng nha. Mic là mic sạc không dây. Đấy, em bật lên này. Đấy. Mic bãi, mic sạc không dây. Đấy, chúng ta không phải mất tiền mua pin nữa, cứ hát xong rồi cắm vào cái đế sạc như này. Đấy, và nó sẽ sáng cái đèn ở đây. Thì là chúng ta là đang sạc mic rồi. Đó. Ở bên này em vẫn có thêm hai bộ mic này nữa. Đấy. Micro. Đấy, vẫn là của hãng BMB. Bên này thì là một thương hiệu khác của hãng BMB các bác nhá. Các em này đời mới khi mà sạc này. Mới chưa sạc đầy đèn nó báo sạc đầy các bác này. Đó. Em bên này thì nó đã đầy pin rồi nên đèn nó không sáng nữa. Đấy. Tất cả các cái bộ mic này thì đều có thể hát được liên tục tầm 6 cho đến 7 tiếng các bác nhá, trong một lần sạc đầy. Thì như chúng ta hát gia đình thì chắc cũng chả có khi nào mấy khi mà chúng ta hát 6-7 tiếng liên tục đó, đúng không? Thì giá của các cái bộ mic này là đồng giá hết, tất cả đều là 6,5 triệu một bộ khi mà gửi về Việt Nam không nhá. Đặc biệt thì có cái em này nó là bộ mic đời mới này, nó rất là nhỏ gọn. Đây là bộ đầu thu này. Đấy, đây là đế sạc và đây là cái tay mic, đúng không ạ? Đằng sau thì nó sẽ có thêm một cái cục thu tín hiệu nữa, nhỏ nữa. Vâng, và bây giờ thì em xin được kết thúc cái video của mình tại đây. Các bác nào mà có cái nhu cầu mua sắm các cái bộ sản phẩm audio được ship trực tiếp từ Nhật Bản về Việt Nam thì các bác cứ vui lòng liên hệ, gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em qua Zalo bằng trong hai cái số điện thoại ở đây cũng được, một trong hai số nào cũng được không nhé. Em đều có cài Zalo hết rồi, các bác cứ liên hệ cho em theo số giờ đó. Em xin được cảm ơn và kính chào các bác.